头找个吧，这是快个吧。làm gì mà? Mỗi lần chạm mà nghiêm túc thế, chỉ vì đi, đi lấy củi đúng không? Đi mày rau ấy. Đâu mang vào đây em xem nào, mang vào đây. Con dao này có sắc không? Có mà, đi mày. Sắc đúng không? Ừ. Rất sắc luôn con dao này các bác. Anh giơ lên nào, anh giơ lên. Dao mèo các bác. À, anh thì nhìn cái lưỡi dao là biết gọi là nhìn là đã biết là người biết dạ, mài dao rồi. À, đi sang bên kia. À, đi cho các bác đi thăm nhà anh Thìn một tí các bác ấy. Anh ấy chuẩn bị đi lấy củi thì là Vương sáng nay Vương bảo anh em công thợ là đi về đã. Bởi vì ở trên này là gọi từ sáng hôm qua đến bây giờ là không có cắt chat các bác. Vương phải ở đây từ hôm qua đến bây giờ đợi. Ở đây sao gọi một cái xe vật liệu mà nó rất là khó các bác. Thì nhà anh Thìn thì lên tường hết rồi, xong rồi các bác nhé. Bây giờ chỉ còn đợi cắt chát thôi. Ở đây thì có một cái dòng sông ở đây. Tí nữa đi ra kia Vương cho các bác xem. Bãi cát ở đây có 2-3 bãi luôn. Đấy, đây. Đây là từ cái chỗ đường nhìn vào nhà anh Thìn đây các bác nhé. Cười cái là anh Thìn. Đấy, chỉ bị có nhà rồi. Chậm lắm thì cũng phải tầm khoảng, có nghĩa là làm tầm khoảng 7 ngày nữa là phải xong các bác nhé. Thì bây giờ thì còn đợi cắt chát. Thế mới khó đấy. Vật liệu ở đây thì nói chung là gọi người ta, nếu mà vật liệu như ở chỗ này, như ở chỗ khác mà vật liệu mà gọi lâu như thế thì chắc là đói ăn thật. Gọi một xe vật liệu mà đợi đến mấy ngày, sốt ruột. Cho nên chiều sáng nay thì anh em làm nốt cái bếp lò này. Thì cho anh em sợ là nghỉ. Ở đây thì nó là cái trung tâm của giữa hai huyện. Ở đây, cái vật liệu thì gọi nó rất là lâu các bác nhé. Cho nên anh em công thợ mà ở đây thì phải đợi thì từ đi sang bên này anh thì đi sang bên này. Thì bao giờ mà có cắt chát ấy, thì bắt đầu là chát bên này trước. Đấy, dàn giáo ở đây lên đợi sẵn rồi nhưng mà không có cắt chát phải chịu thôi. Đấy. Đi anh đi vào đằng trước này đi. Bây giờ xây lên rồi nhìn có ổn không anh? Có. Rồi anh đi trước đi. Đấy, nhiều bác thì nói chung là cũng phải chia sẻ thật với các bác là làm cái công việc mà trên mạng mà làm dở quá thì lại bảo là thế này thế kia, làm 50 mét vuông thì lại bảo là rộng quá á, bây giờ không đủ kinh phí thì kêu ai. Nói chung là đa chiều lắm, lên trên mạng thì mỗi người một ý kiến. Thì Vương thì cũng chỉ thay mặt cho các bác để giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là bây giờ là anh Thìn thì cũng chỉ mong làm sao là làm được một cái nhà mà nó kiên cố, nó hợp lý nhất có thể. Người ta đi phượt đấy các bác. Xin chào. Cái đường này đi phượt thì tuyệt vời các bác ạ. Thôi bây giờ thì có lẽ là Vương cũng sẽ không nói nhiều nữa rồi. Làm xong rồi thì kết toán thì mới biết được thôi. Thực sự ở trên này là chung anh em làm, cũng như là gọi vật liệu các bác nhé. Đây, cái cát này là cát đẹp nhất ở trên này đây. Này các bác nhé, đây là cái cát đẹp nhất ở trên này như thế này đây. Đây nó chỉ là cát xây thôi, cát bê tông thôi. Ở dưới này có một cái dòng sông. Có lẽ là nhiều bác cũng sẽ thắc mắc là tại sao ở đây có sông mà lại bỏ không có cát là thế nào. Thì bây giờ như các bác biết ấy, ở đây thì có 3 cái bãi cát nhưng mà không có cát chát, mà chỉ có cát xây, cát to như thế kia kìa.
cắt chát thì người ta phải chuyển thành mấy công đoạn từ huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai đi lên đây, là nó tầm khoảng từ huyện Bảo Yên mà vận chuyển lên đây nó tầm khoảng 170 cây. Thì người ta nói chung là người ta làm doanh nghiệp ấy, thì người ta mua xong người ta về đổ ở đây, thì người ta lại cấp ở quanh cái khu vực này. Nhưng mà gọi một xe vật liệu thì nó đấy, dàn giáo bắc hết rồi các bác, như các bác nhìn thấy kìa, dàn giáo là bắc hết rồi đấy. Nhưng bây giờ không có cắt chát. Còn một cái nhà như thế này thì các bác của bây giờ bỏ sàng thì sàng đến bao giờ, mất rất là nhiều công các bác nhé. Đây thì ở đây là tại sao lại không có cắt chát, bởi vì là các bác biết là tầm khoảng 30 km mà có đến 2-3 cái thủy điện đấy, cái gần như là bây giờ cát, gần như là cái tài nguyên về cát còn không còn nữa. Đây thì Vương không biết là có phải là sông chảy hay là không ở dưới này, nhưng mà ở trên này là nó gần như là đầu nguồn rồi đấy. Sông chảy này thì nó chảy về tận đến, không biết là đến Yên Bái hay là đến đâu Vương không rõ. Thế thì là đầu nguồn đây, nối liền từ Trung Quốc đây. Trung Quốc là bên kia kìa. Đấy, kia các bác có thể nhìn thấy là kia cái đồn biên phòng của Trung Quốc ở bên kia. Đấy, là hết đất Việt Nam rồi. Rất là khó khăn. Còn bếp lò, bếp lò còn 2-3 hàng nữa cho nó cao hơn mái các bác nhé, thì là xong xuôi. Thì đến tại cái thời điểm này thì nói chung là cứ phải làm nhà cho xong xuôi, vào ở rồi thì cái công trình phụ này mới bắt đầu là làm. Đấy là Vương làm xong cái nhà to này thì Vương sẽ kết toán để cho các bác biết được là kinh phí như thế nào. Và đến cái lúc đấy nếu như mà còn thiếu về công trình phụ thì Vương cũng chỉ mong làm sao là rất mong là được những tấm lòng vàng, quý nhà hảo tâm đồng hành cùng với Vương để giúp cho anh Thi. Các bác ấy, nhìn anh ấy rất là khổ. Trong thời gian mà về đây ấy, thì là thức ăn thì Vương cũng có mua để nhà bạn Lương, bạn chủ đất kia. Và anh Thìn thì anh ấy cũng vẫn ngủ từ ông Ngọ đến bây giờ ở dưới kia các bác nhé. Rồi là ngủ nhờ nhà bạn Lương kia. Đấy, nhà bạn Lương thì chủ đất này cũng rất là tốt. Gần như là thiếu cái gì mà sang đấy mượn hay là sang mượn thì vợ chồng rất là thoải mái. Đấy. Thì là Vương thì cũng sẽ đi về nhà khoảng 2 hôm Vương lại lên các bác nhé. Bây giờ thì ở trên này thì cũng không giải quyết được cái gì cả, bây giờ phải đợi vật liệu thôi. Đấy. Anh cũng thấy sốt ruột không? Cũng sốt ruột nhỉ? Trời thì rất là nắng nóng thôi, thì anh em thì làm sáng nay nữa, hôm nay là ngày thứ 10 rồi các bác nhé. Thôi để cho anh em cũng nghỉ 1-2 hôm. Đấy, thì trong khi mà Vương đang ghi hình về nhà anh Thìn thì Vương ý là mình chưa làm xong hết cái trách nhiệm để giúp cho anh Thìn ấy, thì lại chuyển đi trường hợp khác thì nhiều bác là cũng hơi hụt hẫng một tí, hơi chán một tí, đúng không ạ? Chính vì thế là Vương cũng sẽ ghi hình đến bao giờ xong xuôi nhà anh Thìn thì Vương mới chuyển sang hoàn cảnh khác các bác nhé. Thế đây nó cũng là một cái điều mà Vương muốn chia sẻ, cũng rất là mong là được các bác thông cảm. Đó. Đi vào trong nhà đi anh, đi vào trong nhà đi. Cuốc xẻng là anh phải cất hết đi nhá, rửa sạch không cất hết đi. Đây cái bếp lò đây. Đây, đây là cái nhà bếp đây, cửa sổ đây, bếp lò này. Anh chỉ đi vào đấy xem có chạm vào đâu không? Chắc không chạm được đâu. Nhỉ? Chạm làm sao được? Này chắc phải treo được tầm một tạ thịt treo đấy. Nhờ cái bếp lò này nhìn to này không ạ? Thoải mái. Đây còn cái cửa đi lên nhà trên đây. Đây rất là rộng rãi các bác nhé. Cửa đây nhìn ra ngay đường đây rồi.
cả cửa sổ, cả cửa chính là đều làm ô thoáng hết. Bây giờ thì phải đợi thôi. Thôi đi 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 xuống cái kia đi. Ở đây nóng lắm. Đi sang bên kia này anh, đi đi sang bên kia cho nó mát. Cái gạch còn ở đây vẫn đủ, Vương đã tính toán rồi. Đấy là đủ xây bể nước này, nhà vệ sinh này, bể chứa này. Đấy. Đây anh Thìn ngồi đây đi. Anh ngồi đây. Ngồi đây để nói chuyện một tí. Ở đây thì nếu mà để nói là to thì nó cũng chưa phải thực sự là to, nhưng mà đối với bản thân của anh Thìn thì là quá là ok rồi, bởi vì là xây là gần như là đầy đủ các bác nhé. Đấy, kinh phí nó chỉ có bằng thế thôi mà Vương nói chung là cũng muốn, mong muốn làm sao là anh đã khổ rồi thì cũng muốn là làm cho anh cái nhà, cái thứ nhất là kiên cố, cái thứ hai nữa là cái không gian nó thoải mái một chút và có bể, có nhà vệ sinh để anh ấy sinh hoạt một cách nói chung là đầy đủ ấy, từ nhà vệ sinh ấy, đấy là như thế. Còn làm cái gì cũng vậy, mình cũng không thể nào mà mình tính toán zin 100% được đó, cho nên là cũng rất là khó. Thường thường là nếu mà tính là làm một cái nhà tầm 60 triệu, ví dụ nếu mà như các bác có thể nhìn thấy và các bác được biết, đấy, được xem, mà ở một cái số tiền 74 triệu các bác nhé, mà Vương làm một cái nhà đầy đủ như thế này. Anh nhiều bác cũng có nói là nhiều kinh là tầm 70 triệu là xây không có nhà bếp, mà chỉ xây đúng một cái khung nhà thế kia thôi. Đấy, không chát đó. Nếu mà mình xây một cái nhà mà mình bây giờ mà nói thật là mình không chát, nhìn nó không ra một cái gì cả. Vì cái thứ hai nữa là bây giờ mà xây lại không có nhà bếp, không có bếp lò, không có nhà vệ sinh thì chỉ có mỗi một cái chỗ để mà đặt cái giường ngủ ấy. Thì nói thật là cũng, nếu mà xây như thế thì không đáng là bao nhiêu tiền các bác nhé. Thì cũng chỉ mong muốn là làm sao là giúp được anh ấy có được một cái chỗ ở nó tốt, nói chung là tốt đấy, chứ không phải chật vật. Đấy, thì sau khi mà Vương làm xong cái nhà này, Vương sẽ kết toán để cho các bác được biết. Đấy. Còn sau khi mà làm xong, đấy, xong xuôi rồi vào ở rồi thì Vương mới bắt đầu Vương làm cái công trình phụ. Đấy thì chắc chắn là tiền là sẽ thiếu rồi. Như các bác nhìn cái khuôn nhà này cùng với cái mẫu này, như các bác nhìn thấy là đối với kinh phí này là chắc chắn sẽ không bao giờ đủ. Thực ra là nhiều bác thì cũng có bình luận nói rằng là một mình anh ấy thôi làm cái như thế này, thế bây giờ không đủ tiền thì kêu. Đấy không phải là kêu các bác nhé, mà đấy là Vương đang chia sẻ những cái khó khăn mà Vương đang thực hiện cái công việc để giúp cho anh Thìn. Thì có những cái nó không được đúng như mong muốn. Đấy, ví dụ như kinh phí nó thiếu thì Vương chia sẻ với các bác, có thể nhiều bác xem được, các bác thông cảm cũng như là các bác muốn hỗ trợ cũng như là giúp yêu thương anh Thìn, thì các bác hỗ trợ để mà Vương
làm hoàn thiện nốt để giúp cho anh Thìn. Thế còn làm như cái lúc ban đầu mà Vương bảo là làm cái nhà khoảng 50 triệu thôi, thì không có nhà bếp, không có gì. Đấy, chỉ làm một cái gian nhà khoảng 25 đến 30 mét vuông và làm một cái mái như thế này ra để làm nhà bếp. Đó. Thì làm ở cái quãng đấy thì với cái số tiền này là vô tư các bác nhé. Thế nhưng mà nói chung là lên trên mạng mỗi người nói một kiểu. Thực tế ra thì để nói thì dù khán giả có tham gia đóng góp như thế nào thì cũng chủ yếu là chủ kinh đấy. Chủ kinh quyết định làm như thế nào là sẽ làm như thế để cho phù hợp nhất. Đó. Chứ bây giờ mà xây mỗi một cái phòng để anh ấy ngủ, không có một cái gì thì nó cũng không khác gì một cái lều các bác. Đó. Mà cũng có rất là nhiều những ý kiến nữa cơ. Đấy là bảo là bây giờ xây nhà phải xây cả phòng ngủ nữa. Đấy thì Vương cũng đã chia sẻ với các bác rồi. Khi mà mình tăng thêm 1 mét vuông thôi thì tất cả tiền nó đều phải lên, từ tiền công lên này, từ tiền vật liệu đi lên này, đúng không ạ? Đấy, nó kéo theo rất là nhiều thứ. Chứ còn làm cái công việc này thì cũng không thể nào mà vừa ý ai hết được. Ai là những người có những cái tấm lòng vàng, có cái tấm lòng hảo tâm, chia sẻ, giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, thì Vương nghĩ là mới hiểu được, mới thông cảm được. Đó, chứ còn thì nói là ý kiến thì nhiều lắm, nó đa chiều, mỗi người một ý kiến mà. Đấy, bản thân là những người thực hiện chương trình như anh em Vương thì cũng mình cũng muốn là làm được một cái nhà đàng hoàng để tặng cho cái hoàn cảnh mà Vương cùng các bác đến giúp chứ. Đấy, nguyên như là bây giờ là đấy, kể cả là cái tiền mà nhiều bác phải bỏ lập tôn cho nó mát đó, ở trên vùng cao thì sợ nó bị mưa đá. Đấy cũng là một cái ý kiến, rất nhiều ý kiến, nhưng mà với cái số tiền này mà Vương làm được như thế này, phải nói là Vương cũng là người chia ly rồi đấy các bác. Mà bản thân Vương là cũng là trực tiếp vào làm luôn đấy, chứ không phải là chỉ có lên trên này quay phim là ngồi chơi thôi. Đấy là Vương chia sẻ thật với các bác như thế. Bởi vì là khi mà mình đi làm bằng cả một cái tâm của mình, hay mình giúp được hoàn cảnh nào, nếu như mà được các bác thương bất cứ một hoàn cảnh nào, hay được nhiều kinh phí làm, thì chỉ có chỉ tay 5 ngón thôi. Đấy, để anh em làm thôi. Nhưng mà đây thì gần như là Vương cảm thấy nó không ổn rồi. Thì mình lên trên này quay phim để mà truyền tải cho các bác theo dõi. Và trực tiếp là Vương cảm thấy Vương làm được cái việc gì là Vương cũng tắt video Vương làm. Đấy là Vương nói thật với các bác là như thế. Đấy thì ngày hôm nay thì Vương cũng lại chia sẻ với các bác một cái thước phim ngắn để các bác nắm được về nhà anh Thìn, cũng như là cái quá trình thực hiện xây nhà cho anh Thìn. Thì Vương cũng xin phép các bác là Vương về khoảng 2 hôm thì Vương mới lại lên, bởi vì hôm nay đi lên đây là cũng được khoảng 5 ngày rồi. Đó. Còn bây giờ mà ở trên này thì hoàn cảnh thì cũng có rất là nhiều các bác. Bây giờ chưa làm xong nhà anh Thìn mà lại đi quay hoàn cảnh khác thì có thể nhiều bác cũng lại nói rằng là mình làm chưa xong cái này mình lại chuyển đi trường hợp khác, thì nó cũng nói chung là xem video nó cũng nhàm chán, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà chả có một cái công việc nào hay là cái hoàn cảnh nào nó thuận lợi 100% được. Đấy, còn nó xôn xẻ như chỗ khác mà gọi vật liệu đủ, anh em người ta làm riêng cái nhà này chỉ có tầm khoảng 2 tuần thôi. Đấy. Đợi đến mật cả người ra. Thôi mình đã đợi rồi. Úi,
Ê, anh Thìn còn ngủ ở đây này. Buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá. Đấy, anh ở đây thì ăn uống cùng nhà bạn Lương rồi. Rồi là giúp nhà em Lương lấy củi ước nhá. Vâng. Mình ở cùng thì thôi thì bây giờ thì cũng nắng nóng chả đi làm cái gì được. Thì thôi thì giúp nhà Lương lấy củi nha. Vâng. Em về mấy hôm nữa em lại lên nhá. Vâng. Đợi mãi bây giờ mới đến. Từ xuống đây anh ơi. Đợi em để em lấy cái bạt em giải phát. Ui, cát ở đây còn quý hơn vàng nhỉ. Đúng rồi. Không phải đơn giản. Em gọi từ hôm kia đấy, bây giờ không lấy được cát. Gọi ai? Em gọi bên Si. À. Được. Anh lùi và anh đổ ở đây cho em. Đấy, anh đổ gọn ở bên này cho em. Rồi, ok. Rồi. Thế cho ông ấy đổ kia xong rồi lấy cái bạt này lại gấp lại để che cát. Đấy các bác nhá, cát chát đây. Mấy ngày rồi. Xe này đều là xe công trình các bác nhé. Xe người ta làm đường ấy. Cái vấn đề là ở đây là nó không có cát. Đấy. Chở từ dưới kia lên đây là nó tầm 150-170 cây cơ mà. Ok, còn một tí nữa, còn vài xẻng nữa thôi, không giật được, đường nó hẹp. Đây các bác này, đấy, chờ đợi cái cát này mà khổ này đây, đây. Bây giờ anh lấy cuốc nhá, lấy cuốc cào hết vào đây nhá, cả cái chỗ nó ra cái chỗ ngoài đường kia, lấy cái xẻng xúc hết lên trên này, không được để lãng phí một tí vật liệu nào đâu nhá. Đấy xong là anh lại phải đi lấy cái bạt ở với cái lều ấy, dỡ luôn cái lều ấy ra đi, xong rồi mang về đây che, chẳng may nó mưa phát nó trôi hết là chết dở đấy. 4 khối các bác nha. Chờ đến buồn ngủ rồi ra ấy. Dạ.
Vâng, xây nhà ở mà. Đi đi xuống thế này ngồi. Vâng, nếu còn thiếu tí nào thì phải sàng thôi. Vì sao không múc cái cát nhỏ thật nhỏ bé tí à? Không được. Sáng nay em xuống đây em hỏi rồi. Thế là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Thành 2 triệu thì cát đến 700 là 2 triệu 7. 2 triệu 7 à? Đấy, 4 khối cát. Thế tính ra là 500 nghìn một khối. Nói chung là ở trên này 500 nghìn là đúng rồi. Xà thế. 500 nghìn là gì? Ở bên Si bán 500 rưỡi. À, một cương là bán 500 nghìn. Vâng. Bọn em... Bọn tay nó bán 200 mấy một khối rồi. Thế là bọn em thì ở dưới kia đã 430 hay sao rồi? Không, anh không phải uống nước, anh không uống nước. Thôi bây giờ để chuyển tiền cho anh ấy. Nếu mà tính ra ấy thì là tầm khoảng, nếu mà cả tiền cước nó gần 800 nghìn một khối. Cái cát chát này, trở về đến đây các bác nhé. Nhiều chỗ còn đắt hơn ấy. Thì đang chuẩn bị về thì anh ấy gọi. Vậy là Vương bảo là nếu mà đợi lâu quá thì về cứ cho anh ấy đổ ở đây, anh thìn anh ở đây anh đợi. Thì Vương chuyển khoản. Nhưng mà chuẩn bị về thì anh ấy gọi. Thế thì ở đây đợi cho anh ấy đổ xong, thanh toán cho anh ấy xong là cho anh thìn cào cuốc che cho nó cẩn thận an toàn. Về mới yên tâm được, không thì nó oi oi nắng nắng này, nó mưa một cái thôi thì là Đừng lấy tận dưới nhá, ấy, ấy, ấy. Đừng có lấy tận dưới. Đây toàn cỏ cái kia. Cái này cát này đấy, nhà đẹp hay không là nó do cái cát này đấy. Cái bên dưới quá này thì đừng có lấy. Vương xin kính chào toàn thể quý cô bác đến với gian hàng nhỏ trên kênh Vùng Trời Tây Bắc của Vương. Vương xin ít phút của các bác để Vương quảng cáo một số những cái loại mặt hàng mà Vương đang co bán ở trên kênh các bác nhé. Rất mong là được sự quan tâm cũng như là yêu mến, mua hàng ủng hộ để Vương có thêm cái kinh phí hoạt động đến với những cái bản làng nghèo xa xôi trên miền núi Tây Bắc. Thứ nhất là Vương xin được giới thiệu với các bác, đây là sản phẩm mật ong rừng nguyên chất chưa qua pha chế các bác nhé, được Vương thu gom của bà con bản địa quay bằng ly tâm để đảm bảo chất lượng của mật ong cũng như là mật ong sạch và không có cắn. Khi các bác nhận được hàng thì các bác có thể được mở ra và nếm thử mật ong rừng có một cái hương vị rất là đặc trưng của những cái loại hoa tự nhiên ở trên rừng các bác nhé. Rất là thơm. Rất nhiều bác là mua ở những cái nơi khác rồi lại quay về với kênh của Vương và mua rất là nhiều về cái sản phẩm mật ong rừng nguyên chất này các bác ạ. Đấy thì có một cô ở bên Mỹ này, bên Pháp này đặt rất là nhiều, mấy chục lít cơ. Đấy là các cô là hẹn các cô quay về Việt Nam là các cô sẽ lấy mua ủng hộ trên kênh của Vương. Cảm ơn các cô, các bác rất là nhiều. Đấy, khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ có cái tem logo Vùng Trời Tây Bắc cũng như là lắp chai được đóng nắp rất cẩn thận các bác nhé. Đó. Thì là về cái sản phẩm mật ong rừng nguyên chất này thì là Vương cũng đã có sơ chế ngâm với lại nghệ đen các bác nhé. Như nghệ đen thì các bác biết là rất là tốt về dạ dày, chữa dạ dày, loét dạ dày các bác nhá. Đấy, đây là ngâm nghệ đen. Tiếp theo một cái sản phẩm nữa là Vương xin giới thiệu với các bác là về dao. Đấy, trước hết là về dao mèo. Dao mèo đây. Đấy, dao mèo như các bác biết là gắn bó với bà con ở trên miền núi Tây Bắc rất là lâu đời, bởi vì dao mèo này có rất là nhiều cái công dụng, một là chặt xương, chặt gà, chặt củi, thái đều được các bác nhá. Thì hiện tại là Vương đang có hai màu, màu đen và màu nâu này. Đấy, màu đen và màu nâu. Thì kích cỡ thì có hai kích cỡ, một kích cỡ là 40 phân và một cỡ là 30 phân. Đấy, rất là mong là được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ về sản phẩm dao mèo. Đấy, thì là có hai màu, một là nâu và hai là đen các bác nhé. Đó, còn những bác mà đã mua trước đó thì là Vương cũng xin lỗi các bác là khi mà cái dây đồng này này, thì cái lúc mà Vương đặt hàng
bên lò rèn về thì cái dây đồng này là nó chưa bị lỏng như này. Nhưng mà tuy nhiên thì Vương không nghĩ rằng là trời thời tiết nó nóng ấy, thì cái dây đồng này, cái đai đồng này nó bị giãn ra và nó lỏng. Thì các bác dùng cái đinh, các bác đóng vào cho Vương, đóng như cái hình bông hoa này này, để nó giữ các bác nhé. Đấy, xin lỗi các bác là như vậy. Đấy, rất là mong là được các bác yêu mến và ủng hộ về sản phẩm về dao. Tiếp theo nữa là để phục vụ cho đầu bếp của gia đình các bác nhé. Một là về dao chặt gà, chặt xương. Đây là thép không dỉ các bác nhé, rất sắc và bén. Và một dao chặt nữa thì gồm có 3 loại cơ. Đây gồm có một loại thì loại này nó nặng ký hơn một tí. Đấy, bác nào khỏe tay thì dùng cái loại này, còn chất lượng nó đều như nhau các bác nhé. Đó, còn về thép không dỉ thì là có dao thái rất là sắc. Nhiều các bác làm bên nhà hàng đặt của Vương rất là nhiều, cảm ơn các bác rất là nhiều. Thép không dỉ rất sắc và bén. Tiếp theo một cái loại dao nữa là dao này là làm bằng nhíp đỏ ô tô các bác nhé. Thì cái con dao này là khi mà các bác sử dụng xong là các bác phải lau cho nó khô, là không là nó sẽ bị dỉ đấy các bác nhé. Nhưng mà để mà nói về chất lượng thì tuyệt vời các bác ạ. Rất là sắc, khi mà các bác nhìn thế này các bác biết là nó sắc như nào rồi. Đấy, các bác dùng xong, sử dụng xong là lau cho nó sạch sẽ đi thì nó sẽ không bị dỉ các bác nhé. Đấy, còn về cái nhíp đỏ ô tô này thì có một loại nữa là đây là dao chặt, chặt gà, chặt xương. Đấy, các bác nhé, chỉ chặt gà, chặt xương thôi. Còn nếu mà chặt củi thì là các bác phải dùng dao mèo các bác nhé. Đấy, đây. Rất là mong là các bác ủng hộ về sản phẩm về dao, các loại dao. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như các bác nào yêu cái không gian phòng khách, nhà bếp, cũng như là cái chỗ mà các bác thường xuyên để mà tiếp khách ấy, thì các bác sử dụng dao này để trưng bày giúp Vương nhá. Đây, đấy. Đấy, con dao này là sẽ không sử dụng mà chỉ để trưng bày để cho đẹp các bác nhé. Đấy, đấy. Như các bác có thể là treo lên như Vương đây. Đấy, nếu mà các bác làm cái dây các bác treo lên như thế này. Còn da là làm bằng da bò. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng gọi điện qua cái số điện thoại trên màn hình của các bác để các bác được tư vấn cũng như là nhận được cái sản phẩm mà đúng như Vương quảng cáo các bác nhé. Và tiếp theo một cái nữa là về đông trùng hạ thảo các bác ơi. Đấy, lần này thì Vương lấy được những cái con rất là to, rất là sáng, rất là đẹp các bác nhé. Về công dụng của nó là về bổ thận, tráng dương, hàn gắn ngũ tạng, này bồi bổ sức khỏe cho mọi lứa tuổi, dùng được hết. Còn nếu mà các bác nào là các bác nam giới thì nếu mà sử dụng được một chút rượu thì các bác có thể ngâm rượu, còn không thì các bác sắc lên bình thường như thuốc nam, cứ đun lên uống bao giờ nó nhạt thì thôi các bác ạ. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe và phù hợp với mọi lứa tuổi các bác nhé. Còn đây một gói này là 1 kg. Đó. Tiếp theo một cái nữa là về sản phẩm tam thất các bác nhé. Đấy, rất là mong là được các bác ủng hộ. Còn tam thất thì các bác cũng biết rồi, các bác là những người lớn tuổi, có lẽ là các bác rất là thông thạo cũng như là nắm về cái công dụng là bổ máu, chống viêm nhiễm, này làm tan u, chữa suy thận này, suy thần kinh này, chữa suy nhược cơ thể, kén ăn, hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu, tăng hồng cầu, lưu thông mạch máu, chữa viêm loét dạ dày, hoành tá tràng. Đó, các bác nhé. Các bác có thể là pha với nước sôi, khuấy đều lên và các bác sử dụng. Và một cái nữa là các bác pha với lại mật ong. Đấy, các bác nhé, pha với mật ong là hết bài rồi, quá là chuẩn rồi các bác nhé. Tam thất với mật ong rừng của Vương là rất là chuẩn rồi. Đấy, còn về tam thất này thì là Vương cũng có cả bột các bác nhé. Đấy, khi mà Vương nhập củ về, đấy, tin tưởng những cái chỗ nào đảm bảo về chất lượng uy tín là Vương nhập về là tự Vương khắc tự xay để đảm bảo cái sự tin cậy cũng như là tam thất nguyên chất chuẩn 100% các bác nhé. Đấy, thêm một cái nữa là về nghệ đen các bác ơi. Đây, nghệ đen thì hiện tại trên kênh của Vương là có cả củ khô. Đấy, còn bột với lại củ thì giá cả nó đều như nhau. Còn về nghệ đen thì các bác biết rồi, cái công dụng của nó thì nó còn tốt hơn cả nghệ vàng cơ. Tuy nhiên thì giá cả nó sẽ nhỉnh hơn một chút các bác nhé. Đấy, là Vương tự nhập những cái củ tươi đẹp nhất, to nhất, tự phơi, tự xay các bác nhé. Thêm một cái sản phẩm nữa là sản phẩm về hoa tam thất các bác ạ. Đấy, mùa hè đến rồi các bác. Hoa tam thất thì là
uống nó rất là mát, trị như các bệnh về tim mạch này, hạ mỡ này, máu này, chống viêm, phòng chống ung thư này, sáng mắt, bổ gan, an thần, chữa đau đầu, mất ngủ, thiếu máu, tăng sức đề kháng các bác nhá. Rất là mong là được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ. Đó, xem là còn cái gì nữa là còn một cái nữa là về sâm tố nữ các bác nha. Sâm tố nữ thì các bác phái nữ thì các bác sẽ rõ hơn. Vương xin phép không nói về cái công dụng để hơi ngại một tí các bác nha. Đấy, vừa rồi thì Vương cũng có giới thiệu cũng như là cho các bác biết một số những cái loại mặt hàng đang có bán ở trên kênh của Vương. Đấy, khi mà các bác mua ở cửa hàng nào cũng vậy thôi, khi mà mình mua mình phải nhận được những cái sản phẩm mà nó đúng như cái mong muốn của mình cũng như là giá cả hợp lý ở trên thị trường các bác nhé. Còn ở trên thị trường thì rất là nhiều, nhưng mà để mua được cái sản phẩm mà đúng như mong muốn của mình và có cái giá cả hợp lý thì cũng rất là khó. Rất là mong là được các bác quan tâm cũng như là ủng hộ cho kênh của Vương. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng gọi theo cái số điện thoại ở trên màn hình của các bác để được tư vấn cũng như là tham khảo về giá cả các bác nhé. Vương xin chào các bác.